Gặp qua nóng chút. Cần nào. Mày gặp cô mà mình có thấy đau con mà cô không nhớ. Nó rất là đau con. Cứ hết đầu đây. Nào vậy. Là con đạp chân ra. Ở đây sao con biết đạp chân ra. Con nóng cứ đắp vậy. Nóng cứ đạp ra chứ. Đắp chuyện cô chứ. Sao rồi con nóng thì con bảo cô em nóng. Nóng em đắp đâu. Nhưng mà thì con thích nói. Lại con bố đâu. Khổ nóng như vậy các cô cứ đắp chân. Không bực vào. Cô cũng bình thường vậy. Nên có một quả nữa. Nay thì mỗi đứa một giường, mỗi đứa một chăn, đắp 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 thì thôi. Như con tôi. Nên mà quần ngố áo áo cúc tay cho con này. Đấy dặn cô rồi nha. Dặn thần linh đúng không? Dặn cô rồi. Còn cô chưa bảo nóng, nó ngồi nó đang thấy bên cô cũng đang. Sao cô không để vào đâu? Thôi giờ ơi nha, thôi năm tự dưng lên 5 tuổi không muốn cho Phúc về hoa hồng nữa này. Coi là con người đây này. Cô ấy kinh lắm. Này, nó ý là cô họ cô bảo đứng lên giới thiệu bản thân mình bằng tiếng Anh. Không, tiếng Việt đi em. Cô giáo ở đây thôi mà. Ừ, hoa hồng à. Vâng, có mỗi vậy thôi mà bà ấy cấu mặt nó này. Ui phải nào, con ừ, em chơi em cắt tóc con, cô. Nó hiền, Nguyệt cũng hiền. Đến phản ánh luôn, hiệu trưởng. Phải lên hiệu trưởng những người này hiền. Trời đất. Để cô chụp bằng lại vết tích mang đến hiệu trưởng. Bóp cái nào, bóp mặt nó, hôm nay móng tay không vậy. Chắc là kiểu véo ấy chị. Kiểu các cô hay véo ấy. Có mỗi là hỏi đại nên cô Nguyệt nên hỏi cô tại sao. Thì cô bảo vậy, là chàng hơi nhỏ với lại cười. Mỗi lý do vậy. Cô đấy bị điên rồi, cô mỗi ra đây. Cô mỗi chứng kinh rồi. Ơ chị xem cái video ở trường cấp 2 bạo lực học đường nhớ. Chị chưa? Không có thấy rồi. Chết rồi, luật sư đang lấy, giờ thằng đấy chết não rồi. Ông kia đấy là lớp 8 thôi, ở trường khác, trường cấp 2 mình cơ.